Sira bị động đất chết rất là khủng khiếp. Đó là một cái nhịp gọi là xung thiên. Thì cũng đau lòng hỏi bề trên sao như thế. Tại vì cái than oán của hiện bây giờ là giống như trục kia chọi với đồng minh, phải không? Đồng chấp nhận trình ông nói. Nhưng mà cái phe đồng minh là muốn cộng nước Phần Lan, Hà Lan với Thụy Điển vô NATO để mà cho cái thiên ma, cái thế giới thiên ma nó mau sớm đi vào như thời thế này. Nhưng mà chỉ có thằng này là đứng lên chống đối, tại vì nó trong NATO. Thì cái gì nói là khí xông thiên tới các kia, tới bề trên chẳng, hội đồng chẳng. Đó là nghiệp. Cái mới hỏi sao cái nghiệp này chỉ có một người, hai người lãnh đạo thôi, ông cái gì, ông Adolan gì đó. Thì nói là nước này ngày xưa nó cũng có nghiệp. Nó hồi xưa nó là Suma, mà tiếng Việt Nam như là La Mã thôi. Nó đi bành chiếm khắp thế giới. Thì mà nghiệp đó thì nó đã trả từ từ, giống như mình cứ là 10 triệu mình trả thêm mình chút chút. Thì cái nước này nó chiến tranh liên miên này, thì nó trả cái nghiệp đó. Nhưng mà cái nghiệp mà riêng của cái vụ động đất là từng rồi á, là cái nghiệp mà nó đi ngăn cản NATO không cho Thụy Điển với Phần Lan gia nhập. Đó là nghiệp đó. Đó là nghiệp của quốc gia. Đó là chuyện Kiệt vừa mới họp với bà Chan đó, mấy vị cho biết. Chuyện thứ hai, cái mình hỏi như giờ bên Syria rồi, bên là họ là cái đó hồi xưa nó là đại, gọi là đại đế La Mã đó nha, là nước Syria xưa dữ lắm, cho nên cũng có nghiệp đó đó. Thì hôm nay mình mật niệm mình cũng khắc cho họ. Thì nó là chỉ có một khúc nhạc lúc đầu thôi á, mà nó đã vậy rồi. Khúc nhạc kế tiếp á, mình mà không khấn tiếp tục nữa, đó là Á Châu sắp xảy ra đó. Là cả một nước Trung Cộng, nhà nước Việt Nam đi chung xuồng á, nó còn chết nhiều hơn nữa. Tại vì Trung Cộng bắt buộc nó phải chia 5 xẻ 7, không có được nào mà trốn khỏi á. Khi nó chia 5 xẻ 7 thì quý vị biết một quốc gia 1 tỷ mấy người mà nó lớn rộng như vậy, không có quý vị nghĩ chết khoảng bao nhiêu, rất là nhiều á. Cho nên mình phải khấn cho Á Châu, tại vì Trung Cộng cũng là mình cũng là Trung Quốc, mình đầu thai qua lại, phải không? Cái mặt của mình mũi tẹt rồi cũng giống giống nhau, nhảy qua nhảy về cũng giống như Kiệt ở bên bển, Kiệt ở bên Tàu, bây giờ Kiệt vô Việt Nam vậy đó. Nhưng mà Kiệt cũng có người Syria nữa đó, Kiệt cũng có người Thái nữa. Tại vì mỗi một cái thời kỳ á, cái quốc gia nào thích hợp là cha cho xuống đó thôi, giống như đi lính vậy đó. Lính đánh thuê cho thiên đình. Nước Trung Cộng nó sẽ thay đổi một cái cực kỳ lớn, nhưng mà có hai bề trên đó binh theo cái đường giảm chết chóc, nhưng mà giảm kiểu nào nữa đó cũng sẽ có chết nhiều hơn cái động đất của bên đại đế La Mã này. Đó là Kiệt biết là như vậy. Rồi kế tiếp là mình mình sẽ thấy được Đức Thầy xuất hiện nha. Và cái Kiệt không biết là sư phụ xuất hiện như thế nào, và Đức Thầy sẽ xuất hiện. Kiệt này hôm nay vẫn tới ngày hôm nay 4-5 năm trời lên mạng, vẫn là người truyền tin cho cha, vẫn là con ở cha truyền tin. Còn đó là con bài ngửa ở trên cho nói, cho nhận, cho thừa nhận. Còn bốn con bài úp á, là Phật với Lạc là ai, Chúa Giêsu là ai, Minh Vương là ai, mấy đó phải chờ Đức Thầy Ngài sẽ giải thích. Chỉ có một cái á, là tới ngày hôm nay thì vẫn chưa hiểu là cái certificate đó, lúc đó bài trên kêu thì nói là con là số 2.
cái đạo là trên trời đã có rồi, ở tầng trời đâu xuất thiên mà của tầng trời đã, của Phật Di Lặc rồi. Thì chỉ có cái đó là tới ngày hôm nay bây giờ chưa giải thích rõ. Nhưng mà thì đó mà Phật Di Lặc cũng là Đức Thầy. Cái thời này là thời Di Lặc. Chứ còn sau đó mấy vị muốn giải thích làm sao mình không hiểu không? Thì ở ngoài kia người ta đồn đoán kiệt là như thế nào thì chuyện đồn đoán, mà bốn mươi úp vẫn là bốn mươi úp. Có nhiều người nói kiệt là Chúa Giêsu tái lâm, muốn nói thì sao là nói. À, miễn sao mà ăn hiền ở lành, về với cha là về càng đông á, là mình được cha khen càng nhiều thôi à. Về ít á, thì coi như mình là xuống đây vô dụng, không có làm được việc đắc lực cho cha. Đó chỉ buồn là buồn chỗ đó. Còn ai đón kiểu nào cứ đón. Gần đây mình có gặp những viên chức rất là cao cấp của Việt Nam, ngoài vào ngồi mặc áo rồi sơ dinh rồi mình đâu biết, ngồi nói chuyện rồi mới biết là thứ dữ không, lên núi rồi chơi đúng không, xin bỏ thẻ đảng để mà được thẻ xanh nữa, nhiều lắm trên núi. Cái mình mới ngồi chơi với mà ổng, cái khi biết thứ thiệt rồi cái mình mới nói, cái là mình nói hết câu chuyện, tại mấy ông này đâu có rành đâu. Mình nói giờ những gì tôi nói cho anh nghe, anh đừng có chấp nhận sự thật, nhưng anh chỉ ghi nhận thôi. Cái ông cũng cười cười đó, mấy ông này thứ thứ cao mà. Cái mình mới nói nước mình tới ngày hôm nay tàn canh gáo máng mà tài nguyên cũng không còn, dân thì quá khổ, bệnh viện thì thấy chết lạch đạch mà không cứu, chỉ có riêng nước Việt mình là thê thảm, người thông minh mà phải đi khắp thế giới làm thuê làm mướn, rồi làm cô dâu đủ khắp quốc gia, làm cá đông lạnh, mục đích về mục tiết mục gì Việt Nam mình cũng có gia nhập hết, nhưng mà chẳng có thành công gì hết. Rồi gần đây mình cũng mong cho mấy chiếc xe điện được chạy lưu hành ở Mỹ, cuối cùng cũng không được. Đó là cơ vận, đó là nghiệp. Hồi xưa Hồ Chí Minh ký giấy hợp đồng với bề trên 80 năm, thì hôm nay 80 năm phải giao lại nước Việt. Tại vì đầu tiên mình giao ông trước. Những gì tôi nói là ghi nhận thôi, đừng có chấp nhận. Dầu cho mấy anh có hoạt động ngầm phá rối cộng đồng, hay là ở bển mấy anh mời đầu tư hay làm gì nữa, cũng chẳng tới đâu hết trơn á. Tại vì người tính không có bằng ông trời tính. Cơ vận đi hàng nghìn năm, chẳng qua là họ không có hiểu cơ vận. Họ chỉ tin theo cái đầu óc mưu mẹo của thế gian. Cũng giống như mình nhìn thấy mấy người ở ngoài đường vậy, gọi là trời trời đó. Thì từ từ cái chuyện mới ngồi kể thêm nữa, cái chuyện mới nói mấy anh tin mấy anh có linh hồn không? Có chứ, tôi có linh hồn. Linh hồn vậy mấy anh đạo gì? Tôi cũng có nhà thờ ông bà lại lại rồi vậy đó. Vậy cũng được đi, cũng tạm được. Cái mình mới hỏi mấy anh tin có Phật không? Có chứ, tin có Phật mới có đạo Phật. Nhưng mà mấy anh không có hiểu về Phật phải không? Đúng rồi, tại đâu có rảnh là hiểu Phật. Lo sân trước sân sau, với lo tiền với bạc, với lo thẻ xanh, với lo chuyển tiền qua Mỹ không, mà làm gì rảnh mà đi coi đi nghe hiểu về Phật. Cộng lại với mấy anh tạo ra đóng mấy ông sư giả là thấy quá quải rồi, tức là tự mình là bục nhà không có linh rồi. Tại vì những người mà lập ra những cái đạo Phật không có phải là đạo Phật, chỉ là hình thức để mà nắm cái nguồn máy chính trị đó, thì họ rành thì dễ, dĩ nhiên thì họ đâu có tin chùa nữa. Cái hỏi mấy anh tin Chúa không? Tin. Rồi mấy anh tin có nhân quả không? Cái nín, cái họ cũng nói tin. Sửa ghế cho ngay là ngang quá. Cái hỏi mấy anh tin có ông trời không? Tin. Vậy mấy anh tin có con ông trời đang nói chuyện với mấy anh không? Ông cười khà khà.
Nghĩa là nói kiểu nào mà người đó cũng không bao giờ tin là mình đang ở vào cái thời đại gọi là tận thế. Cái thời đại là mình phải có một cái sự thay đổi màu nhiệm của bàn tay của bề trên, chứ không có phải là bàn tay của bề. Cái là mình còn giải thích thêm nữa nha. Vậy mấy anh nghĩ cái chuyện của ông Trump bị hạch tội bao nhiêu năm mà cuối cùng cũng thoát nạn, nghĩa là sao? Bây giờ ông quay lại ông thấy lực mạnh đó, nghĩa là sao? Thì mấy anh nghĩ làm sao Trung Cộng hồi khoảng năm 2010 á, nó là cường quốc thế giới, giàu nhất thế giới, hôm nay là thành ra là thân bại danh liệt, hình như sắp sửa nghèo nhất thế giới rồi đó, sắp sửa rồi đó. Cái đó là tại vì kinh tế không? Thì cũng tại vì bị kinh tế, cứ nói vậy đi. Tức là mình đưa những cái chuyện mà nó ngoài cái tưởng tượng của con người á, để cho họ hiểu mà cuối cùng họ không hiểu. Vậy chứ mấy anh nghĩ cả bản thân mấy anh đó, cả nước Việt cách đây khoảng cũng khoảng thời gian đó đi, năm 2010 14, 15 đi, cũng còn bình thường trước khi Covid đó. Hôm nay tại sao nhà cửa xây một đống, tại có mảnh đất mẹ dành đất ăn không ạ? Rồi sao buôn bán không được? Rồi sao mấy công ty Bình Dương dọn đi hết vậy? Ở nó tại kinh tế, cái gì mà không đúng rồi nó kinh tế. Vậy chứ mấy anh nghĩ sao trong những thời gian kế tiếp nước Việt sẽ đi về đâu? Ô, nước Việt sẽ thành mạnh, tại vì chúng tôi đang đi ngoại giao khắp thế giới, nước Việt sẽ phát triển mạnh nhất Á Châu. Cái mình hỏi, ủa bây giờ cả thế giới khối đồng minh, khối NATO với Mỹ, nó sắp sửa đưa cái thể chế của Nga đi vào dĩ vãng, rồi cả Trung Cộng nữa, nó sắp sửa đến Hà Lan cũng sẽ đi. Chẳng lẽ chưa có một mình nước Việt Nam là nước cộng sản duy nhất trên thế giới hả? Ừa kiểu nào cũng nói được không? Thì đa đại khái có cuộc nói chuyện nhiều thứ lắm, để ngồi nhớ thôi nói gì nữa ta. Tức là mình đưa những cái mà đã xảy ra rồi mà họ cũng nhớ không tin à. Và mà đồng thời mình chỉ mục đích là một nước Việt hòa bình, không có hận thù người quốc gia, không có trả thù người Việt Cộng. Người Việt Cộng sân trước sân sau chuyển tiền ra đây cũng 40-50 tỷ, gần mấy chục năm. Thì sau đó thì cái để coi cái IOS của Mỹ nó tính làm sao quá không. Tại vì nó làm được cái đám mà chuyển tiền của mấy người mà cao cấp của Trung Cộng được, thì nó cũng có thể là người Việt Nam được đúng không? Chỉ cần một người ở bên nước Mỹ khui ra thôi, bây giờ chưa khui. Rồi cái mình mới nói chứ, ủa tại sao bây giờ cứ đốt củi, đốt lửa tối ngày, mình tới chừng nào mà hết củi cái tới phiên mình nhảy vô lò lửa luôn hả? Đường đó là sẽ có đó, thế nào bác chồng cũng tự nhảy vô lò lửa luôn, thì đốt hết củi lại. Mình chỉ buồn là những cái người cao cấp họ rất là bận rộn chuyện tắm cám gì mình không biết, nhưng mà chuyện rất là thực tế và xảy ra trước mặt. Mấy vị đã thường dạy Kiệt lên đây nói cho mấy ông đó nghe đó, là người mà khôn á, có trí tuệ á, chữ vô minh là hồi xưa mình giải thích rồi nha, cái thằng mà thường thường á là nó vô nhà băng nó cướp nó giết mười mấy người, hoặc nó vô trường học nó giết một đống trẻ em á, nó chỉ là ngu nhỏ thôi. Còn chữ vô minh mà của Phật á mà nói cho mình nghe đó, tuy là nó nhẹ nhàng nhưng mà nó nặng hơn rất ngàn lần, là vì cái linh hồn mình sẽ bị mất xác mất hồn và không còn tái sanh nữa, đọa địa ngục hàng tỷ năm. Còn cái thằng mà vô trường học nó đóng lấy súng nó bắn đóng người á, giỏi lắm, ở tù lifetime mà nó ra là trả nợ là xong, tại vì ở tù ở thế gian xuống dưới diêm vương về, không phải là về cũng bị tội mới nhưng mà nhẹ hơn. Cho nên cái thằng mà nó giết người hàng loạt á ở thế gian á, nó không có tội nặng bằng cái người gọi là vô minh mà không hiểu về tâm linh, không biết cha biết mẹ, không có kính nể bề trên và bất kính. Bất kính có nghĩa là mình làm gì á, miễn nhìn xung quanh á không có ai cái là mình cứ làm. Không phải, hiện giờ quý vị thấy biết trong phòng này có bao nhiêu người không? Ít nhất cũng 10 người ha. Còn cái bữa mà lại dám hối trên điện cha, cha mẹ đứng trên đó
trong cái đó, mà ở ngoài đó mình cũng 300 mấy 400 người, chư thiên hai bên cả ngàn vị luôn. Ai mà cầm microphone than thở nhiều á là như là sám hối hàng năm vậy đó, là xong luôn á, xả tội á. Mục đích mình chỉ nói nước Việt có biết bao nhiêu người biết tu hành. Ở Hà Nội á, mấy cái đền, mấy cái chùa rất là lớn, rất là linh. Cho nên giàu sao bị nghèo, bị khổ, bị đói, bị chia rẽ, rồi bị nạn cộng sản, rồi nạn Pháp, nạn Tàu, nhưng mà cuối cùng nước Việt cũng không có đến nỗi mà như kiểu Syria ha, La Mã chết kiểu đó, hoặc là Covid chết mà dục như củi ở Ấn Độ hoặc là ở Nam Dương. Đó là gì? Có biết bao nhiêu Phật Thánh Tiên hạ phàm mang thân người. Kiệt là một trong mấy nghìn người á, mang thân người. Cho nên tại sao thế giới không có nước nào mà nhiều linh căn nhiều như Việt Nam vậy? Đi đâu giờ cũng có hết. Cha mở địa ngục, quỷ dương cũng lên trần, nó cũng sống lẫn lộn với người mình, thì làm những cái bùa ngải tâm linh tùm lum. Nhưng mà trong đó cũng có những hàng Phật, hàng Thánh, họ âm thầm. Bề trên nói nước Việt sẽ thay đổi một cách màu nhiệm khi Trung Cộng sắp sửa đó. Mình dùng chữ gọi là dân bình thường dễ hiểu nha, tại vì ở bển mấy tụi trẻ nó không có hiểu, gọi là manh xác. Mà cái này đâu ai dám nói. Ngủ mã phanh thay vì cái nghiệp quá nặng. Nhưng nước Trung Cộng cũng có nhiều Phật Thánh Tiên ẩn trên núi, giống như núi Hy Mã Lập Sơn, hay là núi Nam Y, hay là Võ Đan, hay là Thiếu Lâm. Họ cũng có người tốt. 1.4 tỷ chứ đâu phải là chỉ có 400 triệu đảng viên đâu. Mình đang nói là đảng cộng sản. Hello. Chứ không phải mình nói là hết nước Trung Quốc nha. Mà đang nói là Trung Cộng. Đang nói về phần tâm linh đó, linh hồn. Chuyện này sanh ra đời, nhận lệnh của cha xuống trần màn này để mà lo được gì phụ với cha mẹ thì Kiệt lo. Kiệt chỉ không có thích cái ác, chứ còn cái thiện là thích hết. Cộng sản mà nó thiện là mình cũng thương. Còn mấy ông HO quốc gia mà cực đoan á, mà hùng hồ á, mình cũng không ưa. Cho nên đừng có nghĩ mình là người quốc gia, người cộng sản. Mình là người của trời, thương cái thiện thôi. Trong tăng ni, trong tăng đoàn, chùa chiền cũng có chùa tốt, chùa xấu, chứ không phải mình nói hết. Có nhiều người nói tại anh nói viết bây giờ Phật tử ai cũng sợ, không dám đi chùa bên Việt Nam. Cái đó là tự vì do cái phong trào mấy ca sĩ, rồi thầy Nhật Từ quá đáng. Rồi bây giờ đến cái thời này là mọi cái gọi là ung thư phải lòi ra, mấy cái bệnh đầu mùa cũng phải trổ ra hết một lượt, để cho mọi người thấy cái xấu xa, để mình né, để sau này chùa chiền hay là Phật Di Lặc xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện, mọi người tu hành là một cách đàng hoàng. Những thế hệ sau là những người thông minh, những người gọi là có cái tâm thiện, chứ không phải giống như người của mình đang sống thời nay. Người thời nay nó quá sức đi, không ai tin ai hết. Bây giờ bảo đảm quý vị ngồi đấy về nhà chưa chắc mình tin đứa con của mình nữa. Thì Việt Nam đổi thừa tại kia kia không phải nha, tại vì xưa họ không có chánh kiến, họ không có biết bị dụ. Còn bây giờ á, mình nói sự thật thì từ từ họ chánh kiến. Bao nhiêu cái chuyện mà đi gây quỹ lũ lụt, rồi Phi Nhung chết, rồi Quỳ Linh nữa nhiều. Thì bây giờ vụ Võ Hoàng Yên nữa, bà Đồng Lửa nữa, thì từ từ dân biết chứ đâu không liên quan tới kia. Chuyện Kiệt làm, chuyện của người nào người đó làm. Còn trong chùa chiền
có một số gọi là Phật giáo của Việt Nam thời xưa là ngài Thích Quảng Độ á, hôm nay là ngài Tuệ Sĩ á, là lãnh đạo á, cái đó là chánh đạo, chánh thống, ngài là Bồ Tát á, ngài Tuệ Sĩ. Sau này ngài sẽ làm lại một cái đạo Phật rất là bình thường và theo lời của Đức Phật dạy. Chứ còn bây giờ thì mình thấy mấy chùa đa số nghe lời của Bác Hồ không à, chứ không có nghe lời Phật. Ở trong bất cứ tôn giáo nào thấy rõ rồi, và hảo cũng có cộng sản trong đó trà trộn đó làm hư cái đạo của Đức Thầy. Hồi xưa mấy vị có dạy kìa cái này, Bửu Sơn Kỳ Hương cũng có, Cao Đài cũng có, rồi đạo Yên Tử, tức là đạo Đức Phật Hoàng và Nhân Tông cũng có giả. Ở một cái thời đại giả này, mạt pháp này, cái gì cũng là giả hết, đa số. Rồi trở về cái chuyện mình nói chuyện với cái ông đảng viên cao cấp lên núi Thiên Long Sơn, cái mình kể ông nghe. Vậy chứ anh có thấy thiên tai địa chấn khắp thế giới không? Ồ, nữa là tự gì thiên tai à, cái mình nói chứ gì chứ bệnh Covid đâu mà lòi ra, cái chết mấy chục triệu người. Anh có biết Trung Cộng chết nhiêu không? Chết hai mấy triệu người á, mà giấu người ta. Tự gì cái hỏi sao thì biết. Trên đời này á, tôi biết những cái tôi biết mà người thường không biết. Thật sự Trung Cộng chết hai mấy triệu người. Rồi anh có biết ở bển á, Bác Trọng anh á, có hai ông thiệt ông giả không? Cái đó sao anh biết, tôi biết. Rồi, có nhiều cái lạ. Rồi mình nói về bệnh tật nè, mình nói về thiên tai á, mình nói vậy chứ còn cái này chắc anh chưa biết. Trước khi nghe tấn công Ukraine đó, nó tính trong vòng 24 tiếng là đánh bại Ukraine. Sao giờ thua thảm bại gì? Cái đó hơi gãy đầu à nghe, trả lời không được. Có nghĩa là cơ trời á, mình chỉ đem những cái cơ trời mà do bàn tay nhiệm màu của bề trên thay xoay chuyển á, thì những người mà không có hiểu về tâm linh nó hầu hoàn toàn giống như một đứa nít vô trường học mẫu giáo nghe. Kiệt cho những người đó giống như năm loại mà mình nói, loại mã tấu phải không, loại đảng viên mà nhiều tiền phải không, loại mắc kiến cận phải không, mở cái lon á là phải đọc công thức sao mở cái lon phải không, rồi loại Phật tử mà bị mấy ông thầy ngậm ngãi mà thuyết pháp phải không, đa số mấy thầy thời nay là ngậm ngãi thuyết pháp không à, rồi loại con chiên mà cực đoan phải không, có nghĩ là người đạo Phật rồi là ngoại đạo không á, thế là anh có đạo không, không ngoại đạo không, cứ thế là năm loại đó là mình bó tay. Thì mình đang nói chuyện với một trong năm loại bó tay vừa giàu mà vừa ấy. Chỉ có những đứa con của ông trời hiền lành, tâm chất phát, còn một chút gọi là nhân tính thì mới hiểu, hiểu được chuyện nói cái gì. Thì hôm nay khắp hoàn cầu, cả nước Việt có mấy chục triệu người cũng biết được, thì đó là một cái sự thành công. Cha hồi bữa mấy bữa trước cha cũng có khen á, con cũng độ được nhiều. Trong những cái thế hệ sau tương lai, những đứa con họ Thiên sẽ loan tỏa khắp hoàn cầu, cả người ngoại quốc. Tại vì Chúa Giêsu ổng xuất hiện rồi mà ổng chưa có thừa nhận chính thức với người Mỹ thôi. Ổng thừa nhận cái ổng nói hey, hồi xưa tao dạy tụi mày kiểu đó, giờ tao dạy này lên lớp nè, hay hơn nè, là xong, lẹ lắm. Chưa đến lúc. Cái ngày mà Trung Cộng chia 5-7 sắp sửa trong, có thể trong năm nay nha, những gì chuyện nói là hôm nay là 90%, nó không còn 80% nữa. Đức Thầy sẽ xuất hiện đó, là chuyện đón trong năm nay là 90%. Trung Cộng sẽ chia 5-7 trong năm nay 90%, còn 10% để cho cha quyết định nha bà con. Cái không xảy ra cái la mình nữa. Nhưng mà cái mình bảo đảm là
Bảo đảm là cả cái thế giới này, những cái ác, những cái nước vô thần sẽ đi vào dĩ vãng. Người ơi, dĩ vãng đã xa. Cho đi luôn, thầy thế hết chìm. Thì trong năm nay 90%